Hết dự án PS, cần nhìn cùng bằng cần chài và giải quyết bàn việc tăng khoái của Biên Đồng Nhìn và Bong Đồng Ý được chương trình mục tiêu quốc gia mít kinh xã hội tiếp biên đồng nội cần và miền phù toàn thong dân đình tổng ít thong dân đình tầm thiếp là tỷ phương dư đăng tảng tính tuyên quang đã hết tai bài cách chân đây để hạp các bèn ca linh tương nhám tai mưa ăn chắc thay tối mưa bài cam puối bốc đầy trăm trường căng văn căng đê hơn đê thổng của cái ám thêm của Biên Đồng Nhìn và chương ngòi Bong Đồng Ý. Lấy mô hình đáy hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lược hết tộc Cón, du huyền Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tổ truyền thông cộng đồng bán An Lạc, xã Phúc Ninh, đáy thành lập Mi Cầu Cân. Mười cân đơn tố, đá bên ngòi, bén chơ, tây tổng của bài biên ỏng, để lại thế biên ỏng nhìn, văn ỏng ý nhìn. Đơn cháo bài biên ỏng thay tối cách nghỉ, cách hết đơn tây tống và đơn bưa hết kiện, tay có vấn tá vầy bài cầm cuối bốc đầy, mưa cần nhìn và cần chai rú đơn tươn và nóc bản lang. Thông qua buổi tuyên truyền như thế này, tôi thấy cái việc làm này rất là có ý nghĩa. Quán nữ bên lân cháo bên này khói hàn mì chân ý nghĩa, khói mì đáy bánh chắc và cùng dây lân hở bài pin nòng nhìn, bấu đè áo căn vừa sang đọc bì và pin nòng sử xong có thảm tư. Dự án PET đầy hết rú bác nâng thòng thiếp ếch xạ và hạp bác chết thiếp bán khó của đơn tăng tính. Bài cần đi hướng tới pin nòng nhìn và nòng ý nhìn, pin hồng nơi cần. Bài cần tư thử khai, tư tập tép, bên ông nhìn bình tật. Bài nội dung của dự án Tân Cháo, thay tối mưa bán chắc, tá bay bày cầm puối, mưa cần nhìn cần chai, rú đăng tươn và nóc bán lang. Bài viết mưa văn hóa, mỉ hại và dẫn nâng bài viết tăng khoái để các bài bên ông nhìn và băng nòng ý, cần nhìn cùng bằng cần chai. Thông bi quá tăng tính đã hết cường đại bác nâng thám thiếp tam tố lân cháo cộng đồng mà mỗi cần với cầu hích. Tế biết thư, chi bộ, trường bán, chi hội trưởng, pin hồng nhìn, công an viên, bài đoàn thế và cần mỹ uy tín đăng bán. Cáp lại bài kế hết đáng cằn, lại bài nơ bài lân cháo, tập huấn mưa nội dung này đã mà lại bài viết đầy. Qua những buổi tập huấn như này thì đối với bản thân tôi thì cũng được nghe. Quan nữ đáy tập huấn bài này khỏi cùng đáy tính, đơn lại mưa ăn mỹ và mưa đăng bán. Khói cũng sẽ lăn cháo ở bài biên hỏng, chắc đẩy và có phấn hở đơn bán, để bấu nhằng bài cần sang đọc bì ốc căn thêm. Không bị nặng tảo hôn nữa. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã là cũng đã tổ chức một Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã Bong Khói đã bị khổ hết nâng chương trình truyền thông cáp diên nâng cần hết và giao lưu văn nghị. Bong Khói cùng lăn cháo qua hội nghị bài ám chía qua lạt đài Facebook Zalo. Và có thể là trang trên Facebook Zalo. Bài mô hình viết của dự án Căng Phần, Căng Mỹ Đánh Lai Hội Viên Biên Hồng Nhìn và Bong Nòng Ý, Lục Lan Biên Hồng Nội Cần Hết. Có phấn men truyền nhích, đơn tá bay bài cầm cuối bố đầy mưa cần nhìn cần chài. Hết đây tây tổng của cái am tim hở bài Biên Hồng Nhìn và Bong Nòng Ý dư đơn tăng tính.